Xin chào các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, tôi và các bạn, chúng ta đều có 24 tiếng một ngày. Chúng ta dành 24 tiếng đó để làm những gì ạ? Học tập, làm việc kiếm tiền, luyện tập thể thao, nghỉ ngơi ăn uống nữa, phải không nào? Vậy còn các tỷ phú trên thế giới, các bạn có bao giờ tò mò rằng một ngày của họ cũng có 24 tiếng thì họ sẽ làm những gì trong 24 tiếng đó không? Warren Buffett được mệnh danh là nhà đầu tư thành công nhất của thế kỷ 20. Với khối tài sản lên tới vài chục triệu đô, tên tuổi ông không bao giờ vắng mặt trong bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế giới. Và các bạn có biết bí quyết nào đã giúp ông trở thành huyền thoại nhân loại về sự thành công và giàu có không ạ? Đó chính là cách sử dụng thời gian mỗi ngày. Thậm chí, có những bí thuật sắp xếp và tận dụng thời gian một cách thông minh, khôn khéo của ông còn trở thành triết lý kinh doanh để các nhà đầu tư học tập và vận dụng theo. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi theo dõi video của Bí Quyết Thành Công ngày hôm nay để cùng tìm hiểu xem, rốt cuộc, huyền thoại đầu tư xứ Omaha đã làm gì với 24 giờ đồng hồ mỗi ngày của mình nhé! Bí Quyết Thành Công là nơi các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí Quyết Thành Công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng ấn nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh nhất và sớm nhất. Năm 1985, Warren Buffett thực hiện một khoản đầu tư vào công ty truyền hình Capital City. Vậy bối cảnh, đây là năm Apple vừa giới thiệu máy tính Mac. Nếu là một nhà đầu tư bình thường, khi đọc tin tức, bạn sẽ chọn những công ty như Apple, còn Buffett thì không. Ông không mấy quan tâm đến giá trị của công ty mà thay vào đó, ông tìm kiếm những công ty đáp ứng đủ 3 tiêu chí sau. Tiêu chí thứ nhất, có nền tảng cơ bản tốt. Buffett từng nói, bạn nên đầu tư vào một doanh nghiệp mà ngay cả kẻ ngốc cũng có thể điều hành, bởi không sớm thì muộn sẽ có một người như vậy lên làm lãnh đạo. Ông tìm kiếm các công ty có nền tảng tốt không chỉ trong vài năm mà là trong từ 10 đến 20 năm sau. Tiêu chí thứ hai, khả năng quản lý tốt. Buffett nổi tiếng với việc điều hành các công ty của mình theo kiểu phi tập trung. Vì nhận thức sâu sắc về giới hạn của bản thân, ông luôn chọn những nhà quản lý cấp dưới có năng lực để điều hành công ty và tìm cách trao quyền cho họ nhiều nhất có thể. Ngoài ra, khi mua lại một công ty nào đó, ông cũng rất chú trọng đến khả năng của đội ngũ quản lý. Và tiêu chí thứ ba, bị định giá thấp. Nếu một doanh nghiệp đáp ứng hai tiêu chí đầu nhưng giá trị thực bị đánh giá thấp hơn, Buffett không ngần ngại mua và giữ cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Niềm tin của Buffett đặt vào con người chứ không phải con số đã giúp ông ký thỏa thuận lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Đây cũng là thỏa thuận lớn nhất, không phải thỏa thuận về dầu mỏ trong lịch sử đầu tư vào thời điểm đó. 10 năm sau, Capital City, ABC được bán cho Disney với giá 19 tỷ USD và Buffett, cổ đông lớn của Capital City, ABC đã kiếm được hàng tỷ USD từ thương vụ trên. Theo trang All Stop Startup, Warren Buffett được mệnh danh là người đàn ông của những thói quen. Có những công việc ông bắt buộc phải làm mỗi ngày và nó vô cùng quan trọng đối với vị tỷ phú 88 tuổi này. Đọc là một trong số đó. Những người thân cận với chủ tịch tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway cho biết ông thường dành 80% thời gian một ngày để đọc. Ông phân chia rất rạch ròi giữa việc đọc các báo cáo tài chính và đọc sách báo. Ông thường đọc báo cáo tài chính, báo cáo công việc, biên bản cuộc họp tại văn phòng. Sau giờ làm, ông mới đọc sách. Ông khuyên mọi người nên cố gắng đọc ít nhất 500 trang sách mỗi ngày. Dù giàu có, cuộc sống của tỷ phú Buffett khá giản dị. Theo CNBC, Warren Buffett vẫn sống trong một căn nhà 5 phòng ngủ ở thành phố Omaha, bang Nebraska, mà ông mua từ năm 1958 với giá 31.500 đô la Mỹ. Và ông không bao giờ tiêu quá 3,17 đô la cho bữa ăn sáng. Trên quãng đường 5 phút lái xe từ nhà đến văn phòng mà ông vẫn miệt mài đi suốt 5 thập kỷ qua, Warren Buffett luôn dừng lại ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald's. Thực đơn cho bữa ăn sáng của ông chỉ gói gọn trong 3 khẩu phần đồ ăn, hoặc là 2 viên thịt chiên, hoặc một chiếc xúc xích ăn kèm một quả trứng và phô mai, hay thịt xông khói, hoặc trứng kèm phô mai. Trong cuộc phỏng vấn với đài PBS, Warren Buffett cho hay ông luôn thức dậy vào 6 giờ 45 mỗi ngày. Tôi không bao giờ có ý định hay là mong muốn làm việc từ lúc 4 giờ sáng, ông nói. Việc làm đầu tiên trong ngày của ông sau khi đánh răng rửa mặt là đọc tin tức từ báo Wall Street Journal, USA Today và tạp chí Forbes. Công việc bận rộn, song Warren Buffett không bao giờ quên tập thể dục, thể thao. Ông luôn cố gắng tìm thời gian để tập thể dục nhằm đảm bảo một lối sống lành mạnh cũng như phần nào chống lại những tác hại từ thói quen ăn uống kém khoa học,
dùng nạp quá nhiều đồ ăn nhanh và thức uống có ga. Cũng theo CNBC, Warren Buffett không bao giờ lao vào công việc khi mà thị trường chứng khoán chưa mở cửa. Tới bữa trưa, ông thỉnh thoảng đưa họ tới McDonald's và tiếp đãi họ tại đây. Chuyện kể rằng, có lần ông đưa người bạn tỷ phú Bill Gates tới McDonald's dùng bữa và sử dụng phiếu giảm giá để mua đồ. Đến tối, Warren Buffett thường lên giường đi ngủ vào lúc 22 giờ 45 phút. Tôi là người thích ngủ, ông chia sẻ. Vì thế, mỗi đêm tôi phải ngủ đủ 8 tiếng. Vậy, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc đầu tư thời gian của bản thân như cách Buffett đầu tư tiền bạc của mình hay chưa? Nhiều người thường bỏ qua triết lý đầu tư của Buffett với lý do tôi không có tiền mà không hề nghĩ rằng tài sản lớn nhất của họ sở hữu được, thậm chí được coi là tỷ phú, chính là thời gian. Cách đầu tư thời gian sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc đời bạn, sức khỏe, các mối quan hệ và tất nhiên là số tiền mà bạn có. Trước hết, khi xem xét bất cứ hoạt động nào, hãy nhìn vào những yếu tố cơ bản của nó. Trong cuộc sống thường ngày và hoạt động kinh doanh, chúng đề cập đến kết quả của hành động của chúng ta. Nên đầu tư vào một khóa học ngoại ngữ trị giá 500 USA trong 20 giờ hay đăng ký trở thành thành viên của một câu lạc bộ lướt sóng. Nên chi 1.000 đô la Mỹ để có một chuyến trải nghiệm ở nước ngoài hay một chiếc iPhone mới. Nên dành thời gian để nghe các bài giảng trực tuyến hay cày nốt vài tập phim trên Netflix. Thường thì đa số mọi người sẽ chọn thứ mà mình thích, hiểu được đâu là yếu tố cơ bản và thực hiện chúng có thể sẽ giúp ích cho bạn trong tương lai. Đầu tư thời gian vào con người. Buffett rất coi trọng yếu tố các nhà quản lý giỏi khi mua cổ phiếu hoặc là mua lại một công ty nào đó. Những thương vụ mang tính rủi ro của ông như đầu tư vào Capital City chủ yếu dựa trên đánh giá về người điều hành công ty. Trong cuộc sống, hãy cố gắng tìm hiểu những kiểu người mà bạn sẽ kết nối với khi tham gia một hoạt động. Hãy tự đặt ra một số câu hỏi như là họ có thể đạt được những điều mà mình ngưỡng mộ hay không, giá trị của họ có phù hợp với mình không, hay mình có muốn xây dựng mối quan hệ với họ hay không. Có một sự thật là nếu chọn người không phù hợp, bạn sẽ phải chịu tổn thất lớn. Cuối cùng là chiến lược đá quý giá thấp của Buffett. Trong đầu tư, chiến lược này có ý nghĩa là tìm kiếm những cổ phiếu bị định giá thấp. Nếu chênh lệch so với giá trị thực đủ lớn, ông coi đó là một khoản mua vào béo bở. Các bạn ạ, trong cuộc sống, đừng chỉ nhìn vào một người ở thời điểm hiện tại mà là tiềm năng của họ sau 10 năm nữa. Đừng ngần ngại ở bên cạnh và ủng hộ khi cảm thấy họ là viên đá quý bị đánh giá thấp. Các quy tắc của Buffett đều rất đơn giản nhưng lại không nhiều người tin rằng chúng có thể giúp ông xây dựng đế chế nhiều tỷ đô la Mỹ như ngày nay. Còn trong cuộc sống, bạn cũng có thể áp dụng nguyên tắc tương tự để đầu tư hiệu quả hơn đối với thời gian của chính bạn. Các bạn thấy đấy, họ là những tỷ phú thành công bậc nhất trên thế giới, thế nhưng họ chẳng bao giờ phải vội vã. Họ vẫn có thời gian để ăn sáng, chăm sóc cá nhân, làm việc, tập luyện thể thao và đặc biệt là còn đi ngủ sớm nữa. Trong khi ngày nay, rất nhiều bạn trẻ, nếu là người chăm chỉ và ham việc thì luôn tất tưởi từ sáng sớm tới khuya. Còn nếu như lười biếng thì lại để thời gian trôi đi một cách vô cùng hoài phí. Thế nhưng nếu như được hỏi, các bạn có thích thành công, giàu có hay không thì chắc chắn các bạn sẽ trả lời có, đúng không nào? Vậy thì các bạn rất cần bài học về cách quản lý thời gian từ những tên tuổi thành công. Bởi họ có thể hoàn thành và giải quyết được khối lượng công việc lớn hơn hẳn trong cùng một quỹ thời gian như biết bao nhiêu con người bình thường khác. Hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu 8 nguyên tắc quản lý thời gian của người thành công trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay nhé. Nguyên tắc thứ nhất, tập trung vào chuyên môn chính. Chúng ta chỉ tốn nhiều thời gian vào những việc mình không hiểu rõ. Thì bạn có thể giỏi ở việc này, việc kia nhưng lại dở tệ hay lóng ngóng ở việc nọ. Khi quản lý thời gian, hãy chắc chắn rằng nội dung công việc phù hợp với chuyên môn chính chứ không phải thứ gì đó quá mới mẻ, dễ gây nhầm lẫn, nằm ngoài tầm hiểu biết. Học hỏi hay tự thử thách với công việc mới là điều hay, nhưng hãy dành nó cho thời gian rảnh rỗi nhé. Bill Smith, nhà sáng lập và CEO tại Shipt cho biết rằng, thay vì tự mình làm tất cả, ông thích giao việc cho nhân viên có năng lực để tập trung làm những việc mà mình giỏi nhất, giám sát và chỉ đạo. Nguyên tắc thứ hai, lập danh sách những việc cần làm. Marcus Lemonis, danh nhân thành đạt kiêm ngôi sao chương trình The Profit của đài CNBC, từng trò chuyện với khán giả về thói quen lập danh sách việc cần làm, cái mà ông thích gọi là danh sách việc cần đánh bại hơn. Marcus Lemonis có hẳn những chiếc thẻ nhắc việc riêng, thường được dán nơi cửa tủ tài liệu. Sau khi hoàn thành 5 nhiệm vụ bắt buộc trong ngày, ông sẽ gỡ chúng xuống và gấp thành máy bay giấy. Nếu còn thời gian, ông sẽ làm thêm nhiều việc khác nữa. Nói tóm lại, bạn chỉ cần thực hiện giống Marcus Lemonis mà thôi.
Chẳng cần thể nhắc việc phức tạp, chỉ cần một quyển sổ tay, lịch kẻ ô hay nhật ký là cũng đã đủ rồi. Và nếu như có ý tưởng nào thú vị hơn việc gấp máy bay giấy thì bạn cứ tự nhiên mà thực hiện nhé. Nguyên tắc thứ 3, dành việc khó cho buổi sáng. Công việc có thể được gọi là nhiệm vụ, việc vặt hay nghĩa vụ chán trường. Cái mà ai ai trong chúng ta cũng từng im lặng thở dài, rên rỉ rồi trì hoãn hết mức có thể. Đối với dạng công việc này, bạn cần ưu tiên xử lý vào buổi sáng khi mà tinh thần minh mẫn và năng lượng vẫn chưa kiệt quệ. Nếu bắt đầu bằng những nhiệm vụ khó nhằn và bị chán ghét nhất, thời gian còn lại trong ngày của bạn sẽ thú vị và hào hứng hơn biết bao. Thói quen trì hoãn sẽ chỉ khiến bạn tốn nhiều thời gian cho chúng hơn mà thôi. Buổi sáng là khi sức mạnh ý chí đang ở cấp độ cao nhất. Tại sao bạn không tận dụng điều này để giải quyết những nghĩa vụ chán trường thường ngốn rất nhiều thời gian và công sức của bạn, phải không nào? Nguyên tắc thứ 4, biến công việc thành niềm vui. Jack Gretzinger, đồng sáng lập và giám đốc điều hành tại SeatGeek, tìm được niềm vui trong công việc bằng cách game hóa nó. Ông tạo nên một phần mềm tính toán thời gian thực hiện trung bình của một số nhiệm vụ nhất định, ví dụ như trả lời email hay viết nhật ký chẳng hạn. Và rồi, ông cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn nhằm phá vỡ kỷ lục của chính mình. Tất nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng đủ kiến thức công nghệ để làm được điều này. Thế nhưng không phải cũng có khá nhiều ứng dụng giúp người dùng phân chia thời gian và làm việc hiệu quả hơn hay sao? Ví dụ như ứng dụng nhắc nhở hoặc báo thức chẳng hạn, quá quen thuộc với chúng ta phải không nào? Nguyên tắc thứ 7, tập thể dục buổi sáng. Richard Branson, ông chủ kinh doanh và nhà đầu tư danh tiếng thường xuyên thức dậy lúc 5 giờ sáng để tập thể dục. Ông chia sẻ rằng thói quen khoa học này giúp ông có được một ngày siêu năng suất. Richard Branson không hề sai. Việc tập thể dục vào buổi sáng giúp cho tinh thần minh mẫn và cơ thể linh hoạt trong cả ngày dài. Và không những thế, bạn sẽ còn luôn luôn cảm thấy sảng khoái nhờ vào lượng lớn endorphin hay còn gọi là hormone hạnh phúc được giải phóng và duy trì ở mức độ cao. Tất cả là nhờ vào sự nỗ lực tích cực của bạn vào mỗi buổi sáng đấy. Và nguyên tắc thứ 8, sử dụng thời gian rảnh lên kế hoạch để nghỉ ngơi. Doanh nhân kiêm nhà văn Arihanna nghỉ xả hơi nhiều lần trong một ngày, đặc biệt là để đi ăn. Bà tin rằng những lần tạm dừng này sẽ giúp tăng năng suất và giải tỏa được sự căng thẳng. Cùng suy nghĩ đó, Damon John, doanh nhân kiêm nhà sáng lập và CEO tại FOBU, tận dụng tối đa thời gian nhàn rỗi. Ví dụ như khi đi du lịch, ông không ngủ quá nhiều mà thay vào đó là đọc và trả lời email. Vậy nên các bạn ạ, hãy sử dụng thời gian dành hợp lý và không lãng phí nó. Cũng đừng quên lên kế hoạch nghỉ ngơi. Bạn có thể dành ra ít thời gian để suy nghĩ về lần tạm dừng tiếp theo, giúp làm mới nguồn năng lượng trong công việc. Tất nhiên, công việc, kế hoạch của mỗi người là khác nhau. Thế nhưng quỹ thời gian của chúng ta thì hoàn toàn giống nhau, chỉ có 24 giờ mỗi ngày, không hơn, không kém. Do vậy, chỉ khi có khả năng quản lý thời gian và công việc thì bạn mới có thể tạo nên sự khác biệt và có được thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Bí quyết Thành công.